máy này về Bạc Liêu để chuẩn bị nâng cấp cái nhà yến gần 400 mét vuông nha anh em. Ok, xin chào anh em ha. Dơi thì lắm mớ dơi à, vừa nhảy mà dơi à. Chào mấy anh em, mấy anh em đang về Bạc Liêu, nâng cấp cái nhà yến gần 400 mét vuông. Ok anh em ha, thì lô này lô râu ấy số 3, lô râu ấy số 3. Nói chung là trước khi đưa ra nhà yến anh em, nói chung là phải kiểm tra âm thanh, kiểm tra có ôm, kiểm tra đồ chạm có loa. Ví dụ kiểm tra về ôm này anh em. Đó, chúng ta có không? Kiểm tra đường chạm. Ok. Rồi đây là kiểm tra âm thanh. Ok anh em ha. Rồi sau đó tách keo đằng cày. Tách keo đằng cày. Ok anh em ha. Sau đó tách keo đằng cày. Làm sao làm đừng có cái lỗ một nha mấy anh em. Anh này, ví dụ cái lô này nó có cái lỗ một nè anh em. Anh em thấy không? Đó. Những cái lô nào nó không có lỗ một thì ok. Còn cái lô này ok anh em. Thấy không? Cái loa chắc keo rất là đẹp luôn nè, đó không có lỗ một nè, lượm thôi. Thì cái loa này có mã QR nữa nè, anh em cứ cào ra rồi anh em mình ấy thôi, mình kiểm tra loa thật là giả thôi. Ok, 500 anh em ha.